Ông Tô Lâm là một thượng tướng Công an nhân dân và là chính trị gia Việt Nam. Ông hiện là Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Ông Tô Lâm lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bắc Ninh. Ông có học hàm giáo sư ngành khoa học an ninh, học vị tiến sĩ ngành luật học chức vụ trong đảng. Hiện ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Nguyên trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông Lâm là con trai Đại tá Tô Quyền, cựu Giám đốc Công an Hải Hưng. Ông Tô Lâm hiện thường trú tại phòng 1201, chung cư 1517 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ông Tô Lâm có tên là Lâm bởi lúc đẻ ông là Đê Văn Lâm Vỡ vào năm 1957. Ông Tô Lâm là học sinh trường Công an Trung ương sau đổi thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân khóa 6. Có thể nói trường hợp tướng Tô Lâm là một người lên nhanh nhất trong ngành công an. Ông là người duy nhất trong Bộ Công an cùng với Bộ trưởng Trần Đại Quang được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất trong thời gian vừa qua. Ông Tô Lâm nối nghiệp theo cha vào ngành công an, cha ông là đại tá Tô Quyền, nguyên phó ban an ninh Tây Ninh, nguyên cục trưởng cục V26 của Bộ Công an. Sự nghiệp của ông Tô Lâm tiến nhanh dưới thời của ông Nguyễn Văn Hưởng. Ông Tô Lâm phụ trách an ninh đối ngoại, ở lĩnh vực này, ông Tô Lâm có nhiều thành công. Sau đó, ông lên làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Đối ngoại và là đặc trách về an ninh quốc gia. Mảng an ninh đối ngoại ngày nay đóng một vị trí đặc biệt trong an ninh quốc gia vì đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập. Ngoài lĩnh vực chính trị ngoại giao thì mức độ giao thoa của đất nước ở các lĩnh vực khác cũng hết sức phong phú như tài chính, ngân hàng, nhân sự. Vì thế an ninh đối ngoại được hết sức coi trọng. So với ông Nguyễn Văn Hưởng thì tướng Tô Lâm có tính cách khác. Ông Tô Lâm không hách dịch hay áp đặt uy quyền của bên an ninh đối với cán bộ ngoại giao. Vì thế các sứ quán cảm thấy thoải mái và sẵn sàng phối hợp công tác của ngành an ninh. Ngoài ra, tướng Tô Lâm cũng biết cách tiếp cận thông tin với đồng bào ở hải ngoại. Cho nên, trong cả một thời gian hoạt động chống đối của nhóm chính trị nước ngoài yếu ớt cũng do sự đóng góp của ông Tô Lâm không có vụ việc lớn phiền nhiễu đến các hoạt động ngoại giao của quốc gia theo nhận xét của quan chức an ninh mỹ thì ông lâm là một người có quan điểm cứng rắn thông minh có nghiệp vụ cao thái độ dễ chịu và có tinh thần hợp tác cũng như theo vi từ điện tín của đại sứ quán mỹ ở hà nội sau bữa ăn tối giữa đại sứ mỹ ở hà nội và ông nguyễn văn hưởng và ông tô lâm đại sứ quán mỹ đánh giá ông tô lâm là nhân vật cứng rắn nhưng thông minh và quan tâm tới việc tăng cường hợp tác với mỹ trong một số lĩnh vực thành công lớn nhất của ông tô lâm là đảm bảo an ninh đảm bảo lịch trình cho các nguyên quyên thủ việt nam ra nước ngoài công tác cũng như đón tiếp các vị lãnh đạo quốc gia khác thăm việt nam đảm bảo an toàn tuyệt đối đặc biệt là các chuyến đi của các vị lãnh đạo cao cấp sang khu vực nhạy cảm ông đã từng tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang châu Âu thăm giáo hoàng. Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp gây nhiều ấn tượng cho Tổng Bí thư và đoàn cao cấp. Ngoài những chuyến đi tương tự với Chủ tịch nước và Thủ tướng, thì ông Tô Lâm đã góp phần thành công cho chuyến đi lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ. Với những thành công như thế, ông Tô Lâm đưa phong nhanh từ trung tướng lên thượng tướng Đặc biệt, sau chuyến đi của Tổng bí thư thăm Mỹ thì ông được Thủ tướng vinh danh cùng Bộ trưởng Trần Đại Quang. Người ta cho rằng có lẽ trường hợp của gia đình ông Tô Lâm cũng là hiếm hoi. Cùng với việc thăng thưởng của ông thì người cha của ông cũng được thêm phần vinh quang. Cha ông là cố đại tá Tô Quyền đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Công an Nhân dân trong đại hội đảng bộ ngành công an, ông Tô Lâm là người đọc tham luận góp ý với dự thảo của Ban chấp hành Trung ương cho đại hội đảng 12. Người ta cho rằng ông Tô Lâm có một người em trai tên là Tô Dũng cũng rất thành đạt trong lĩnh vực kinh tế. Đó là một chủ doanh nghiệp phân phối xe máy Italy nổi tiếng, đồng thời là chủ nhân của công ty bất động sản với tiềm năng lớn. Giới phân tích chính trị có đánh giá chung là tướng Tô Lâm là một ngôi sao đang lên trong ngành công an. Tuy nhiên, ở đằng sau sự thăng tiến rất nhanh của ông Tô Lâm là những mặt trái. Trường hợp lấy ý kiến toàn bộ các thành viên Bộ Chính trị về việc tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất cho ông Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, thì tất cả các thành viên Bộ Chính trị đều im lặng không có ý kiến. Người ta cho rằng thành tích đặc biệt để tặng thưởng huân chương quân công cho tướng Tô Lâm là thành tích giải quyết vụ Vida Sin và vụ Văn Giang vậy vụ vinasin có thực sự là vụ án mà tướng tô lâm được tặng thưởng hay không nếu xét về mặt ý đồ và mục đích thì tướng tô lâm đã hoàn thành xuất sắc đối với vụ này nhưng không phải là đứng trên góc độ của công lý và sự thật mà là việc dẹp tan mọi hệ quả mà vụ án này có thể gây ra vì chúng ta biết vinasin là một vụ án kinh tế điển hình với mô hình kinh tế nhà nước không hiệu quả là biểu tượng của sự phá hoại và tham nhũng của việt nam với thiệt hại khoảng 86.000 tỷ, tức là hơn 4 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm phanh phôi, Đến giờ là hơn 128.000 tỷ, hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Kể trực tiếp là Phạm Thanh Bình cùng đồng bọn chỉ bị xử lý với tội danh liên quan rất ít, khoảng 1.000 tỷ. Con số to đùng của sự thất thoát không được nhắc đến. Cao nhất cũng chỉ tù ở tù có thời hạn, so với Vinaline thì thất thoát hơn rất nhiều. Thế mà Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc bị tuyên án tử hình, Phạm Thanh Bình và Trần Quang Vũ chắc vài năm nữa sẽ ra. Người đứng đầu chính phủ Nguyễn Tân Dũng đứng trước quốc hội nói một câu xin lỗi. Thế là xong, với thành tích dẹp như vậy, liệu tướng Tô Lâm có xứng đáng được tặng thưởng hay không? Ông Tô Lâm thành đạt bởi sự năng động của mình hơn là lý do là con trai của ông Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông. Khi đi học từ chính trị hay ngoại ngữ, Ông Tô Lâm luôn chọn học với các ủy viên trung ương. Ông Tô Lâm thường nhận con cháu của các lãnh đạo về đơn vị mình dù năng lực thế nào không quan trọng. Trước đó có Phan Minh Hoàn, Hoàn Ti, con ông Sáu Khải, Trần Quốc Liêm, em vợ Bảy, con trai giám đốc Tuyên Quang, con trai giám đốc Công an Ninh Bình, con gái giám đốc Công an Hà Nam, con trai Chủ tịch Sơn La, nhận về chỉ để làm cảnh. Cuộc đời may mắn và thành đạt như vậy nhưng ông Tô Lâm vẫn có một nỗi đau. Đó là việc ông Tô Lâm bị người vợ cũ tên là Loan bỏ đi theo trai. Người đàn ông đó tên là Đức là một nhân viên quèn ở Tổng cục Du lịch. Ông Lâm bị vợ bỏ theo tin đồn rằng do bất lực về sinh lý. Người ta cho rằng công lý chỉ có thể là một diễn viên hài nhưng thiên lý sẽ không tha thứ cho kẻ dám đàn áp những người đồng hương, những người đồng bào để cướp đất và đẩy họ vào con đường khốn khó. Tô Lâm trong phi vụ Văn Giang tháng 4 năm 2012 đã huy động lực lượng đông đảo tới 2.000 công an, phục vụ mục đích giải phóng mặt bằng cho dự án đô thị Eco Park mà thực chất là cướp đất của nhân dân ba xã Phụng Công, Kiểu Cao và Xuân Quan. Nhưng có ai biết được rằng Cạnh đó, Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hưng Yên đã cấp cho Tô Lâm hơn 1.000 hecta rộng gấp đôi diện tích của Eco Park. Khu này đứng tên em ruột của Tô Lâm là Tô Dũng. Việc sẵn sàng sử dụng lực lượng hùng hậu để đàn áp và cướp của dân nằm trong ý đồ nhiều mục đích của mà Tô Lâm và băng nhóm quan chức Hưng Yên muốn thực hiện. Tuy không được đánh giá nhiều về độ mưu mẹo so với tướng Nguyễn Văn Hưởng, nhưng tướng Tô Lâm khôn khéo với ít kẻ thù hơn tướng hưởng ông tô lâm còn có công cùng với trần đại quang đã không có hành động gì khi xảy ra bạo động đập phá ở bình dương đồng nai và hà tĩnh ngoài việc đổ lỗi cho việt tân gây ra bạo loạn với lực lượng an ninh hung hậu không có việc gì ngoài việc đàn áp dân oan mất đất và mất tự do nếu ở một xã hội văn minh thì tô lâm và trần đại quang chí ít cũng bị cách chức cho đến bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có lẽ trong các đời bộ trưởng công an, ông Tô Lâm là một người khó hiểu nhất trong các cuộc biến động chính trị gần đây thì thượng tướng Tô Lâm ngày càng khó hiểu hơn nữa. Mới hôm nào, đoàn công tác của bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng thứ trưởng Tô Lâm và Trịnh Xuân Thanh còn vui vẻ đi cùng nhau đến Đức gặp gỡ các kiều bào có tên tuổi ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức rất vui vẻ. Khi đó, Trịnh Xuân Thanh ngồi giữa, người đứng là Nguyễn Xuân Hùng, là người chuyên tổ chức tiếp đón các đoàn Việt Nam đến Berlin. Ông Nguyễn Xuân Hùng là em trai của ông Nguyễn Xuân Hiền, Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines trước đây. Nguyễn Xuân Hùng nâng cốc, Nguyễn Văn Hiền chủ trợ Đồng Xuân đứng sau lưng Vũ Huy Hoàng, Tô Lâm lúc đó là thứ trưởng thì lại cố ý quay mặt đi. Sau vụ Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luận Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Huy Hoàng, thì những Việt Kiều ở Đức đều không muốn đến chuyện họ đã từng được vinh dự đón đoàn quan chức Bộ Công Thương và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Tâm lý làng tránh của những người thất thế không phải là của riêng những người Việt Kiều ở Đức, mà có khi nó cũng là tâm lý của Bộ trưởng Công an Tô Lâm việc ông tô lâm im mắng trong suốt thời gian sôi động thông tin về các nhân vật kia là điều dễ hiểu nhưng đến khi vụ việc gần đây khi những thông tin về tổng cục tình báo bộ công an tổng cục năm sử dụng vũ nhôm làm kinh tế bị tung ra ngoài rồn rập đã gây xôn xao dư luận bộ trưởng tô lâm vẫn im lặng lại là điều khó hiểu hơn nữa không biết ông ta làm bộ trưởng bộ công an để làm gì hay chính ông ta ông tô lâm là tác giả của vụ tuồn tin tổng cục tình báo ra ngoài một bài báo trên trang web của bộ công an nêu tên đối tượng bùi thanh hiếu tức người buôn gió và trang web dân luận ra sức đăng tải những thông tin này nhằm chống phá an ninh quốc gia gây chia rẽ nội bộ và làm suy yếu đất nước cho bọn ngoại xâm trước tiên xin khẳng định mệnh đề một của bài báo là đúng trang dân luận và trang facebook bùi thanh hiếu có đăng những tin này mình đề thứ hai cũng chính xác mục đích là những thông tin này tung ra nhằm phá hoại an ninh quốc gia gây chia rẽ nội bộ ngành công an và làm suy yếu đất nước nhưng có điều không đúng ở đây là mục đích đấy không phải là trang dân luận hay bùi thanh hiếu mục đích của chính người nằm trong bộ máy chính quyền chính phủ bộ công an bộ quốc phòng ban tổ chức trung ương ban bảo vệ nội bộ chính trị ủy ban kiểm tra trung ương đảng nếu không có người tuôn tài liệu ra thì làm sao những người nói trên có thể lấy ra mà công bố. Việc khi công bố hình ảnh tư liệu này dẫn đến dư luận quần chúng phản ứng không tốt về ngành công an là nằm ngoài sự kiểm soát của Bộ Công an. Thậm chí, có khi chính những kẻ tuồn tài liệu ra ngoài lại là những kẻ kích động dư luận để nhằm nói xấu và gây xáo trộn của Bộ Công an. Đó là một kiểu tung tay qua người khác rồi hứng lấy. Đến nay, Tổng cục 5, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng vẫn không tìm ra được ai là kẻ tuồn những tài liệu tuyệt mật về Tổng cục Tình báo Bộ Công an và Vũ Nhôm ra ngoài như vậy. Quả đó là một điều hết sức đáng sợ cho đất nước. Tuy vậy, ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm hoàn toàn im lặng và làm lơ. Đáng sợ thứ nhất là hệ thống phòng thủ an ninh thông tin của đất nước đã cho thấy quá tồi tệ từng ấy bộ máy đổ sộ của chính quyền, của bộ công an, bộ quốc phòng mà cho đến nay vẫn không tìm ra kẻ nào làm rò rỉ đến nỗi phải đồ tội cho một vài kẻ ớt tơ sống ở bên ngoài cho qua chuyện. Điều đáng sợ thứ hai là những thông tin này tuồn ra cho các thế lực nằm trong chế độ muốn tiêu diệt nhau và họ đã mù quáng tay cú đến mức tung cả những tài liệu tối mật của nhau giữa bản dân thiên hạ. Điều đó chứng tỏ sự thù hận căm ghét nhau giữa nội bộ Cộng sản còn lớn hơn cả quyền lợi của quốc gia. Với tâm lý như vậy, thì nếu cần hạ được đối thủ của mình khi tung tài liệu mật, thì cũng có gan nâng cấp của chiến nội bộ hiện nay bắt tay với ngoại bang để diệt đối thủ. Trong lịch sử đã có những trường hợp như Trần Ích Tắc Lê Diêu Thống đã buộc phải cầu viện ngoại bang. Vấn đề nghiêm trọng hơn là dường như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có vẻ tỏ ra làm ngơ khi có những thông tin này đang làm xôn xao dư luận. Cái nghiêm trọng ở đây là sự làm ngơ này được hiểu như một sự ủng hộ khuyến khích cho các thông tin mật đánh phá Tổng cục 5, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an được phát tán rộng rãi với chủ ý. Có lẽ chính vì sự khuyến khích và cổ vũ ngầm này mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã không có hành động gì trước việc phát tán thông tin mật trong những ngày qua. Tuy nhiên, cũng như trường hợp ông Tô Lâm im lặng ở vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng. Ở vụ việc này, ông Tô Lâm im lặng đến đáng ngờ khiến người ta phải đặt ra câu hỏi liệu có phải ông Tô Lâm là chủ mưu hay không? Hay là chỉ là bản tính ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi, tọa sơn quan hổ đấu, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông tác lợi? cũng không loại trừ chính ông tô lâm đã đóng góp trong cuộc tung ra những tài liệu mật của tổng cục tình báo bộ công an về nguyên nhân chính của vụ việc này người ta cho rằng đằng sau câu chuyện tung tài liệu mật về tổng cục tình báo của bộ công an xoay quanh nhân vật phan văn anh vũ là gì chỉ là quyền là tiền ngoài hai chữ đó là không có gì khác ai có thể là tác giả của màn tấn công làm rò rỉ những tài liệu tuyệt mật của tổng cục năm Cuộc tình báo Bộ Công an trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và ngành công an nói riêng. Câu trả lời sẽ là kẻ nào được lợi nhiều nhất? Tất nhiên kẻ đó là, là kẻ thực hiện. Với ai là kẻ được lợi nhiều nhất và được lợi như thế nào? Người ta cho rằng người được lợi thứ nhất là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông này chỉ muốn độc tôn hình ảnh cá nhân của mình bằng chứng là ông ta đã chỉ luôn luôn chú ý đến người khác làm gì xấu để phơi bày ra thiên hạ Ông ta chưa từng khen ai bao giờ, dù người đó là thân cận của ông. Vì ông trọng sợ họ sẽ trở thành đối thủ của ông nếu họ có uy tín. Chúng ta thấy các ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Tấn Sang nhiều lần khen ngợi tổng bí thư, chứ tổng bí thư thì chưa bao giờ khen ngợi họ cả. Tổng cục tình báo Bộ Công an, Tổng cục 5 là đơn vị gắn bó với chủ tịch nước Trần Đại Quang mà tổng cục trưởng của Tổng cục 5 không ai khác là Trung tướng Bùi Tiến Thành một người đồng hương của chủ tịch nước Trần Đại Quang, nếu như tổng cục này bị đánh phá, tức là ông Trần Đại Quang cũng bị đánh phá mất uy tín. Đây là cái ông Nguyễn Phú Trọng muốn và thích như thế. Người được hưởng lợi thứ hai chắc chắn là ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm làm bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lâm có nỗi đau là làm bộ trưởng Bộ Công an đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được thăng chức đại tướng. Nhưng điều quan trọng là trong Bộ Công an, ảnh hưởng của ông Trần Đại Quang vẫn còn nhiều. Nếu bây giờ loạn xa ngầu lên thì ông Tô Lâm có cơ hội sắp xếp lại những người thuộc cánh của mình và giành lại thực lực trong Bộ Công an. Người thứ ba là phe nhóm lợi ích trong quân đội. Họ muốn triệt hạ để thâu tóm miếng mồi mà Bộ Công an đang có thông qua việc sử dụng vũ nhôm để thâu tóm công sản của nhà nước. Việc mở rộng làm ăn cướp đất của quân đội thời gian gần đây không mấy thuận lợi. Vì công an không hỗ trợ, chẳng hạn như vụ đồng tâm, vụ đất tân sân nhất đang ở Mỹ, quân đội còn đang tính chuyện mua ngân hàng nhưng thấy bên công an cũng muốn mua vì thế những hồ sơ bị tung ra của tổng cục tình báo công an thường xoay quanh câu chuyện ngân hàng và đất đai giữa các nhóm lợi ích quân đội và nhóm lợi ích bộ công an người thứ tư không xa lạ đó là thủ tướng nguyễn xuân phúc kẻ chuyên tạo ra những mâu thuẫn lớn trong nội bộ đảng cộng sản việt nam để trục lợi ông Phúc tạo mâu thuẫn bằng hai cách. Cách thứ nhất là ở địa phương hay bộ ngành nào không em cánh với ông Phúc, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ cho người kích động cho nội bộ mâu thuẫn đấu đá tố cao nhau như Đà Nẵng là một ví dụ. Cách thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thu thập hồ sơ rồi lợi dụng tâm lý muốn làm minh quân của nước phu trọng để đưa hồ sơ cho trọng và suối trọng xử lý địa phương hay bộ ngành đó. Sở dĩ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải làm những trò tiểu nhân gian xảo vì bản chất của y đúng như vậy đó là bản chất hèn hạ lươn lẹo thường bị người ta coi khinh khi người ta khinh thì không có đủ uy tín để lãnh đạo bởi vậy nguyễn xuân phúc phải cho họ mâu thuẫn đánh nhau đến mức suy yếu lo đấu đá phòng người nhau thì không có gan mà coi thường phúc thậm chí là còn phải chạy đến cầu cạnh giúp sức thế là nguyễn xuân phúc tạo được uy của mình trần đại quang là đối thủ của nguyễn xuân phúc trong cuộc đua vào chức tổng bí thư trong thời gian trước đây, một đối thủ như Trần Đại Quang sẽ bị mất uy tín sẽ là thắng lợi của Nguyễn Xuân Phúc. Vì thế, Nguyễn Xuân Phúc đang kích động Nguyễn Phú Trọng tấn công Trần Đại Quang để con đường trong tương lai của Nguyễn Xuân Phúc sẽ thanh thang hơn, không còn đối thủ khi Nguyễn Phú Trọng sẽ về hưu. Vì những lý do nêu trên thì sẽ thấy không có giải pháp nào cho chuyện này. Vì trong số những người có trách nhiệm và quyền hạn kia, không ai sẽ đứng ra ngăn cản những thông tin bí mật luồn ra ngoài. Bởi họ đều là những người được hưởng lợi trong vụ việc này, cho nên họ không giải gì dơ mặt ra để ngăn cản. Giải pháp chỉ có một trong ba người đó là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang đột tử thì tất cả sóng gió sẽ êm. Nếu Trọng chết thì là một kẻ ươn hèn thượng đội hạ đạp leo lá như nguyễn xuân phúc không còn chỗ dựa y sẽ nhún như run luồn qua mọi ngóc ngách để tồn tại còn nếu như Nguyễn Xuân Phúc đột từ thì Nguyễn Phú Trọng không còn người kích động xúi dục, bầm báo, ton hót và hỗ trợ. Khi đó, Nguyễn Phú Trọng trở thành một người thợ săn không có con chó đi đánh hơi, xua mồi, ắt ắt thôi bỏ thú đi săn. Giải pháp hay nhất là Nguyễn Xuân Phúc hạ được Trần Đại Quang như đã làm với Nguyễn Ba Thanh tức là sử dụng phương pháp đầu độc nhiễm phóng xạ người tranh chấp với y và bộ chính trị vì chung yếu tố miền trung đến lần này nguyễn xuân phúc tiếp tục sẽ dở bài cũ để hạ thụ bằng được trần đại quang một đối thủ của y trong cuộc tranh chức tổng bí thư khi đó nguyễn xuân phúc sẽ thống lĩnh đất nước với chức chủ tịch nước kiêm tổng bí thư khi ấy chức thủ tướng chỉ là quản gia giúp việc Nguyễn Xuân Phúc sẽ thống lĩnh bởi nếu y hạ sát từ Trần Đại Quang thì với bản chất không từ thủ đoạn nào, Nguyễn Xuân Phúc chẳng chịu để lão giả Nguyễn Phú Trọng nghênh ngang chiếm trệ trên đầu y, buộc y phải luồn cúi nịnh bợ như đã từng nịnh Nguyễn Tuấn Dũng trước đây. Đó là việc bất đắc dĩ mà Nguyễn Xuân Phúc phải làm. Đây là giải pháp đẹp nhất cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Vì chừng nào một kẻ như Nguyễn Xuân Phúc không đạt đến quyền lực tối thượng, thì ngày ấy còn nhiều chuyện đấu đá tranh giành làm đất nước suy yếu ngoại bang sẽ có cơ hội thôn tính đằng nào cũng thế cứ để nguyễn xuân phúc đạt được ước mơ của y biết đâu khi đã đến ngôi vị thống trị vợ con anh em thông gia hay tay chân hùng hậu của y sẽ đổi tính kiến tạo một thể chế liêm chính vì dân ở một đất nước thiệt hại vài tỷ đô la mỹ mà thủ tướng chỉ buông một câu xin lỗi doanh nghiệp bị phá hoại lãnh đạo bộ công an coi như không phải việc của mình dạp vào đến tận nhà bộ trưởng quốc phòng bảo không có gì người ta cho rằng dân việt nam mình kể cũng lành nhất thế giới